Qua 16 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An đã nỗ lực vượt khó trở thành công ty hàng đầu của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động quan trọng và cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng kinh doanh của mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chính là việc chi trả đáo hạn và giải quyết quyền lợi cho khách hàng khi không may gặp rủi ro. Ở Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An, hoạt động này luôn được quan tâm, từ việc chi đúng, chi đủ đến việc chi trả nhanh chóng, cũng như có nhiều trường hợp được chi trả tại nhà. Tôi tham gia Bảo hiểm Nhân Thọ từ năm 1998. Thì lúc đấy tôi có tìm hiểu, thì tôi cũng có một phần an tâm để mua một cái suất học đường cho các con của tôi. Thì tôi mua đến năm 18 tuổi thì con tôi bắt đầu coi như là vào đại học. Thì tôi đã nhận được số tiền đấy để có một cái khoản tiền có kinh tế để cho con tôi vào đại học. Thì tiếp đó thì tôi cũng có suy nghĩ và cái đấy là cái tốt. Thì tôi coi như là tôi mua cái suất bảo hiểm 10 năm. Đấy, thì 10 năm thì tôi đã mua và kết cục lại là tôi đã nhận được một số tiền lớn là 500 triệu. Đến nay, Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An đã chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cho các khách hàng đáo hạn và hơn 70 tỷ đồng cho những khách hàng không may gặp rủi ro. Với chị Chu Thị Thanh Tâm ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, việc tham gia Bảo hiểm Nhân Thọ đã giúp gia đình chị vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Đó là khi chồng chị không may bị bệnh tật hiểm nghèo. Mặc dù mới tham gia một năm với mức phí đóng 10 triệu đồng, nhưng khi chồng chị mất, Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình 200 triệu đồng. Khi em mua bảo hiểm á, thì em không nghĩ ra những cái tình huống sẽ xảy ra với gia đình nhà em như này. Mà em thì nghĩ rằng là đặc thù công việc nhà em là buôn bán làm ăn á, thì cái lúc mà mình đang làm nó có 1 tỷ á, thì mình sẽ tiết kiệm cái lúc đang còn trẻ á. Thì sau về giá thì kinh tế của mình vững vàng. Em cũng cảm ơn bên bảo hiểm đã thanh toán và đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều trong cái cuộc sống, từ khi chồng em đau ốm cho đến khi chồng em mất, và hiện tại bây giờ hàng năm bên bảo hiểm đã quan tâm đến gia đình em rất nhiều. Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An không ngừng hoàn thiện công tác phục vụ và chăm sóc khách hàng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là mục tiêu phấn đấu của công ty. Nếu năm 2000, Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An mới chỉ có 25 cán bộ và hơn 200 tư vấn viên, thì đến nay số lượng cán bộ tăng lên hơn gấp đôi và số lượng tư vấn viên đã lên đến hơn 4.000 người. Năm 2015, Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, trong đó doanh thu khai thác mới đạt 183 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2014. Mục tiêu của chúng tôi xây dựng chiến lược trong tương lai, đem lại cho khách hàng với cái dịch vụ tốt nhất về bảo hiểm thọ trên thị trường. Và theo phương châm niềm tin vững chắc, cam kết vững bền, chúng tôi luôn lấy khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động để làm hài lòng khách hàng và củng cố xây dựng cái thương hiệu uy tín của Bảo Việt Nhân Thọ nói chung, của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An nói riêng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội và các hoạt động cộng đồng như việc trao học bổng an sinh giáo dục, tặng nhà tình nghĩa và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An. Với mục tiêu trang bị cho tư vấn viên vững vàng về kiến thức, thành thạo về kỹ năng để tư vấn và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An rất chú trọng đến công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, đặc biệt là cho lực lượng tư vấn viên chủ chốt của công ty. Ngày hội ra quân năm 2016, Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An quyết tâm chinh phục mục tiêu kinh doanh 218 tỷ đồng khai thác mới và tuyển dụng thêm hơn 2.000 tư vấn tài chính.